Xin chào và chào mọi người đến kênh đọc sách chuyện mình. Và chị thực sự có đọc tiếp chương 2 chuyện rất nguy hiểm nên chớ hồng. Làm cảnh sát vỗ đầu, tôi nhớ sát rồi, nhà vệ sinh. Đây là một vụ kinh tế rất nhỏ. Tôi hiểu Lan cảm thấy người bạn đồng nghiệp. Người bạn của đồng nghiệp bị thật lòng. Người bạn ấy quá nhạy cảm. Dù có thể này không phải là suy nghĩ ban đầu của anh, nhưng vì anh đánh giá những người này giống như đang bị điểm tám về thời tiết ngoài như sự vậy. Sau đó cô lại nhớ đến chuyện xảy ra một tiếng trước. Chí Thanh chỉ mới bước vào đã chú ý đến giày của gã đàn kia. Chí Thanh ngồi trong góc, lúc này đang sự còn tỉnh. Nhìn thấy ánh mắt của tôi hiểu ra và nhìn lại một kiểu. Trong quán đang mở điều hòa, anh đã cởi áo khoác ra từ lâu. Bên trong chỉ mặc một áo thêm cốt sự kiểu dạng đơn giản. Tóc chất chán, hơi dài, quạt che đi mấy phần mắt thì vẫn có thể thoáng nhìn thấy sự như anh. Một sự ngốc ngay như tóc lạnh, đậm, không thể thấy. Có lẽ là vì vừa mới thức âm, màu môi của anh đỏ hơn, màu đen đậm, môi này đã bị sự cố đâm gây sự. Không, cái tên này không duy trì được nữa, tao đau quá. Kiểu mỗi ngày quay chục phít ngày tôi thì hơi hơi quan chào đầu vâng 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 ở đây có thể là sự hiểu của bạn thầy về những chuyện ta học về điện ảnh bắt tại bác đó nghe tay trái sang tay phải bật làm chuyện khác muốn nghe kỹ bây giờ thấy lại học về điện ảnh có giúp bọn cậu ta làm gì nhưng mà tôi hiểu ra cơ không thấy anh chúng mình quen suy nghĩ này giống như một sợi dây của sự thời gian những cơm này dài chỉ thêm quá nhiều ăn số thời gian thì duy trì dáng vẻ hoàn kiên của hình mặt quân. Cơm xong, anh được nghỉ vinh nhuệ, tạm biệt một người, cầm cái ông chung sổ, đeo thời cộng tên, bỏ khỏi ra. Quý vinh nhuệ đi theo sau anh, tôi đưa ông cố nội này về, mọi người cũng phải xử đi, ngày mai có chuyện khác thì nào. Khi hai người đi, theo cảnh sát đi nhà vệ sinh thì điện thoại đã dọn xong người làm chuẩn bị về nhà, trước khi đi thuận miệng nói. Chỉ hồi nay, lúc ở bên ngoài đồ cảnh sát bước vào tôi nhìn thoáng qua mới nhìn còn tưởng tại bên đêm nào đó tụi chúng ta làm việc chứ. Các cảnh sát cũng chỉ học hiểu nói như thế, hiện ra lại trần lòng thực sự dữ. Chỉ nhớ của tôi hiểu ra rất tốt, thì càng sử dụng chương trình truyền hình với người nhà, các văn nghề nghiệp, thi thoảng hai và phụ chỉ xuất hiện 2 lần trong phim, sẽ nhìn thêm mấy lần. Hình như không thể thấy chị lên trong TV. Để rõ ràng là chỉ thành cách xưng hô tại Vinh Vi này rất xa. Cái cách này dường như có cảm giác tồn tại ở trong giới diễn viên. Có ai nghe đến, chỉ không nghe đến mà giải định trọng thế trên mặt đài truyền hình được. Thậm chí giải trí, giống như hàng ngàn hàng nghệ sĩ, tên lên trong giới, đi trên đường, ai có thể tên. Chính là như vậy, anh mới có thể ăn cơm trong quán ăn người đến người như này, nhưng lại chẳng thấy ai tham gia. Tôi hiểu Lan mang theo ấn tượng mơ hồ này sẽ bị mỏi quá. Khi chị Thanh đang cầm súng trên đường chờ Quý Minh Nhuệ lái xe đến, bước đến tay một tấm vải đen ấn được trên cán ông của bà. Đôi găng tay này chỉ có vẻ vừa lạnh phúc vừa nhịp nhung. Sau đó, anh đã đi sâu vào đường, nhìn chồng những cơn to thật đã chỉ trong bóng đêm bị mờ. Vừa rồi là chương 2 nha. Chúng ta sẽ viết tiêu đề của chúng ta. Ở chân. Vậy là mình nhận thì sẽ tiêu đề chuyện này sẽ nhận. Vâng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.